Ok, hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và mình là NH. Thì hôm nay mình sẽ chơi Roblox. Và hôm nay chúng ta sẽ chơi mini game thấy khá là hay, đó là Battle Royale. Thì cái này là sao? Đây là một cái mini game mà mình thấy nó giống với Battleground. Thì nó dựa trên kiểu Battleground thôi, cũng đi xuống lượm súng rồi đi bắn các kiểu. Ok. Và cái này được thành lập, được gọi là được xuất bản vào ngày 13 tháng 7, tức là cách đây một tháng. Thì mình thấy cái này cũng khá là hay, khá là giống với Battleground, cho nên là nó nhẹ nữa, mình có thể quay được. Ok, đủ người thì nó bắt đầu trò chơi liền luôn. Và do là máy mình khá là SIDA, cho nên là nó sẽ load cái map này lâu hơn bình thường. Thì mong là các bạn sẽ thông cảm cho mình và bỏ qua. Ok. Ok, và chúng ta đã thực hiện đây thì cái này nó sẽ tự động nó xoay luôn, các bạn không cần phải giữ chuột gì cả. Và fuck, mình để graphic lên tới mức này rồi mà sao nó thấp quá vậy? Ok, chắc tại nó bay dần tới thôi chứ nó chưa bay tới. Thì ở đây là chúng ta có một cái phong cảnh là máy bay đã bị hư một cái cánh ở đây nè, đó thì các bạn thấy là nó khói điên cuồng luôn. Và tiếp theo là mấy cái cánh còn lại thì nó cũng sắp hư thôi, chứ nó không hư nặng bằng cái này. Và chúng ta có thể bấm quy để chúng ta đổi góc nhìn ở đây thì wow, cái bắt đầu nhảy được rồi và tụi nó đang nhảy kìa. Yeah, nhảy đi nhảy đi nhảy đi, tụi mày nhảy bớt đi. Cái còn khoảng vài thằng nữa thì chúng ta sẽ đáp xuống một chỗ nào đó, sau đó chúng ta sẽ loot đồ. Ok, nhảy thôi. Và mình cần bấm đúp để lao thẳng xuống nè, đúng không? Đúng rồi, chúng ta sẽ... Oh shit, mình bấm lỗ luôn. Oh fuck. Xuống nào, xuống nào, xuống nào, xuống nào. Ok. Và chúng ta... Oh, ngon. Cái này thì chưa... Đâu rồi. Những cái này nó không có tự động lượm súng thì phải. Ok, chúng ta có thể bấm C để ngồi và ship để chạy. Đó thì nằm là lúc nào vậy? Này chỉ là ngồi thôi mà. Ok, và chúng ta đang ở đồn cảnh sát police. Và bây giờ mình cần phải thật nhanh là lút súng, kiểm giáp các kiểu. Đúng rồi, phát lụm đạn, không cho nó nạp đạn chơi. Ok, đây có một cái nón nè. Nó có cái gì đây? Không, đạn 9 mm thì chúng ta không có cần. Rồi, để mình coi nào. Kia, mặc nón vô. Ở kia kìa. Oh fuck, nó chạy lẹ vậy. Ok, đi rồi. Yeah. Và mạng đầu của chúng ta thì giết được một đứa. Thì cái này nó chưa có hỗ trợ cái kiểu mà khi mà các bạn giết là các bạn sẽ có cái chữ oh shit còn... À, không phải player. Ok, chơi cái này các bạn phải nhìn rất là kỹ. Ok, mình sẽ lấy chiếc xe đó tại vì xe nó sẽ đi nhanh hơn. Và cái dòng mà đỏ sẽ xuất hiện trong vòng vài giây tới, 50 mấy giây nữa, và có thằng nó chưa chui vô đồn cảnh sát. Các bạn nhìn thấy cái xe đó không? Ok, bây giờ chúng ta sẽ đi kiếm ảnh. Này solo nào cưng. What, vừa thấy cái gì dưới hả? Không. Ok, đạn vẫn còn ở đây. Cây của mình là M14. Thì mình không biết là mình đang xài đạn NATO hay là xài đạn gì nữa. Thôi cứ bỏ hết mấy cái này ra đi. Ok, rồi chúng ta đi xuống thôi. À kia kìa, đó 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 đó, các bạn thấy cái chấm cam nó không? Ok, giờ thì mình... Oh shit 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 shit. Chạy thôi chạy thôi chạy thôi. Thì cái máu trong này nó sẽ tự động nó hồi cho chúng ta. Mình chết chưa, chết chưa?
Phát thanh đi, nó còn đứng nó. Ok. Chết chưa, chết chưa? Giờ chết rồi các bạn ơi. Ủa tại sao lại nó không cộng kill cho mình? Ồ có thằng giết nó. Oh fuck. Chết rồi. Thì các bạn có thể coi tên của mình, nếu mà không thấy tên ở trên này á thì các bạn phải bước ra và các bạn bước vào đó như thế này. Nó sẽ đăng ký tên cho các bạn vô. Ok. À, 31 thằng rồi, vô luôn đi anh em ơi. 6 and a half hours later. Ok, 34 là thằng nào bước vô cái nữa. Ok, chờ nó bắt đầu. Ok, xuống đây đi. Rồi, mình sẽ không bấm nút E. Nút E là nút bung dù. Mình sẽ không ấn nó nữa. Ok, xuống đây thì nó sẽ tự động nó bung dù cho các bạn nha. Không cần phải lo đâu. Giờ thì mình thấy có một đứa nó vừa chui vô cái nhà màu xám này. Mình cần phải nhanh chóng loot đồ và khử nó thôi. Oh, fuck. Oh shit 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 shit, anh cầm cái gì vậy? Ở đâu rồi? Ok, ngon. Anh vừa chịu một phát. Anh cần lấy cái đống đạn này. À, bỏ bớt cái... À đây, cái pack. Để chúng ta tăng cái sức chứa lên. Và đạn của mình hình như là màu đen, chứ không phải là màu đạn 6,5mm. Ok. Đúng rồi, đạn của mình màu đen. Có cái hộp màu đen. Oh, cái vòng màu đỏ bắt đầu rồi kìa. Cái vòng chết chóc. Và chúng ta không cần mũ nữa. Bây giờ thì thôi chắc mình phải đi thôi chứ kiểu này là không ổn rồi. Bấm mờ được không ta? Không coi map được. Giờ thì mình cần phải đi đâu giờ ta?